Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của Trần Hải Trader Trong video ngày hôm nay Mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng Ở phiên ngày 25 tháng 1 năm 2024 Thì giá vàng ở trong phiên ngày 24 Đã mở cửa ở mức 2029 Và đóng cửa về mức 2014.8 Thể hiện cho một lực bán xuống rất là mạnh Thì uh, vẫn đang trên một cái đà rảm của vàng Thì uh, đó có một cái tín hiệu phá vỡ này thì vàng ngày hôm nay sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích. Trước tiên là chúng ta sẽ điểm qua những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 1, 8 giờ 30 tối chúng ta có rất nhiều tin đưa ra đây. Tin về GDP tạm ứng thì tin này nó là một tin xấu cho đô. GDP kỳ này giảm hơn so với kỳ trước theo các chuyên gia dự đoán. Và yêu cầu thất nghiệp, yêu cầu thất nghiệp kỳ này cũng tăng so với kỳ trước thì đây cũng là một tin xấu cho đô các bạn nhé. Giá chỉ số GDP uh, tăng thêm Thì giá này cũng là một cái tin giảm cho đô Đơn đặt hàng lâu bền và đơn đặt hàng cốt lõi Thì đều là những cái tin xấu cho đô Ngày hôm nay chúng ta toàn những cái tin xấu cho đô thôi Thì uh, liệu vàng nó có hồi phục lên được đến cái vùng 2030-2035 quay trở lại Chạm phải cái kênh mà A trên này không Thì chúng ta sẽ cùng uh, đi phân tích Trước tiên là chúng ta sẽ Uh, chuyển qua cái quỹ của fbr trước quỹ này thì gần đây không có động thái thì mua bán cả chúng ta sẽ cùng uh, chờ quỹ này xem có những cái động thái thì tiếp theo um, hai ngày hôm nay quỹ này không có mua bán và quỹ này đang bán xả rất nhiều thì mình nghĩ là quỹ này sẽ chờ cơ hội để ngày hôm nay sẽ mua lên để gom hàng và sau khi đấy là uh, sẽ chờ một cái tín hiệu tích cực hơn thì quỹ này sẽ lại bán tiếp em mua bán liên tục trong thời gian sắp tới và chúng ta sẽ chuyển qua những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. À, dữ, <laughs> dữ liệu vào quý 4 công bố vào thứ năm ngày hôm nay thì sẽ khiến thấy được dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội quý 4 sẽ công bố vào thứ năm ngày hôm nay sẽ thấy được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có phần hạ nhiệt trong khi dữ liệu của chỉ số PCE là thước đo của lạm phát ưa thích của Fed uh, sẽ là công bố vào thứ sáu là vào ngày mai um, sẽ nhắc lại rằng lạm phát vẫn ở mức ổn định trong tháng 12 um, dữ liệu này được đưa ra uh, chỉ vài giây trước cuộc họp đầu tiên của Fed vào năm 2024 nơi ngân hàng trung ương được nhiều người dự đoán rằng sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng bất kỳ tín hiệu nào về cắt giảm lãi suất Uh, theo kế hoạch sẽ được chú ý chặt chẽ. Mặc dù giá vàng vào cuối cùng kỳ cũng sẽ được kỳ vọng là được hưởng lợi từ mức uh, lãi suất thấp hơn trong năm nay, nhưng uh, dữ liệu nhưng chúng ta có thể thấy được uh, lãi suất um, im ắng trong một thời gian tới và đặc biệt là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất uh, cao hơn trong những thời gian sắp tới. Um, lãi suất đẩy cao khiến cho chi phí cơ hội Uh, đầu tư vào vàng tăng lên làm giảm sức hấp dẫn của kim loại màu vàng nhưng vẫn cố đạt được ở mức uh, tăng khoảng 10% vào năm 2023 nhờ được hưởng lợi và nhu cầu truyền an toàn và sau khi cuộc chiến của Israel và Hamas bùng nổ, và sự neo thang của xung đột dường như cũng đã uh, tràn sang biển đỏ giữa các lực lượng của Mỹ dẫn đầu và nhóm Houthi kết hợp với Iran uh, tạo một số nhu cầu truyền an toàn về uh, truyền thống chúng ta sẽ quay trở lại chạc vàng ở trong phiên ngày hôm nay thì uh, <laughs> Bollinger Band thì đang hướng xuống và nến thì đang nằm tích lũy dưới cái đường MA này và nó có một cái uh, cú phá vỡ nhẹ đây ở đây nếu như mà nhớ hôm nay là những cái tin tức uh, xấu như các chuyên gia dự đoán thì vàng nó sẽ quay trở lại test lại vùng 2006 và 2008 một lần nữa và nó sẽ bật tăng lên ít nhất là về lại vùng 2035. Thậm chí là nó sẽ bật tăng lên về đến cái vùng 2040. Để phá vỡ khỏi cái đường MA này thì uh, <laughs> các bạn có thể nhìn thấy được là giá đi nó đang tạo cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, ở trên ngày này. Đây. Thì ngày hôm nay uh, giá nó ở trên kênh H4 đây. Chúng ta sẽ về đến kênh H4. H4 thì nến nó đang nằm ở dưới đường MA rồi và đường MA dưới rồi và xu hướng này xuống giảm nữa thì chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không quan tâm đến xu hướng giảm à không quan tâm đến những cái bên dưới, chúng ta sẽ quan tâm đến khi nào nó nằm ở trên bên trên. Thì nếu mà như mình dự đoán thì giá nó đang nằm trên một cái kênh giá này này, kênh giá giảm này, các bạn nhìn thấy không? hôm qua nó chạm phải cái vùng kháng cự canh giá giảm và với cái lực như này mình kỳ vọng nó phá qua nhưng nó sẽ không phá qua được vì hôm qua nó có những cái tin xấu uh, uh, cho đô nhưng cuối cùng công bố ra nó là những cái tin tốt cho đô thì nó không phá qua được thì giá ngay lập tức nó đẩy xuống đến tận vùng 2013 đây và tiệm cận cái đáy gần nhất của nó là cái vùng 2009 thì uh, 2007 2009 thì mình nghĩ là giá nó sẽ xuống đến đây <laughs> Và nếu như công bố tin tốt ra thì nó sẽ bật lên Trong ngày hôm nay Hôm nay chúng ta đánh theo dữ liệu tin Thì chúng ta sẽ Canh buy Còn nếu chúng ta đánh theo cấu trúc thị trường thì chúng ta sẽ canh sell Mình thì, mình ngày hôm nay mình sẽ canh cả hai đầu Mình sẽ buy, canh buy ở những cái vùng Thấp hơn là 2004, 2006 2009 đấy là ba vùng đấy mình sẽ canh bay nếu về đến đấy nó có tín hiệu đến đảo chiều còn mình sẽ canh sell nhẹ ở trong phiên Á đây như về đến khung một giờ đây mà A đang dốc xuống, Bollinger Band đang mất dốc xuống mở rộng ra nhưng mà nó lại nằm ở vùng gần quá bán rồi nên chúng ta sẽ cùng về đến cái khung nhỏ hơn về đến khung nhỏ hơn thì ở trong phiên Á sáng ngày hôm nay <laughs> thì mình sẽ canh bán ở cái vùng 20 17, 2019 Và SN mình sẽ để ở vùng 2021 Và TB thì mình sẽ dẫn TB về vùng 2009 nhé các bạn nhé Mình nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp rút xuống 2009, 2008 này Và ừ, nó mới bật tăng được các bạn nhé ừ, Nếu về 2009, 2008 Thì nó chạm đúng vào cái vùng mà canh mua của tuần như mình đã dự đoán ở tuần trước ấy, thì mình có canh mua của tuần ấy, thì ở trong cái video phân tích xu hướng tuần thì mình cũng có nói là mình sẽ canh mua ở vùng 2007 2008 của tuần này và mình sẽ canh mua lên ít nhất là vùng 23 và vùng 35 và xa hơn nữa là vùng 50 mươi nếu mà có những cái tín, tín hiệu tốt cho à, xấu cho đồng đô, còn nếu mà không có những cái tín hiệu xấu cho đồng đô thì chúng ta sẽ chỉ canh mua đến cái vùng 23 này thôi nhé. Thì ngày hôm nay nếu mà biên độ của ngày hôm nay thì trong phiên Á này, mình nói các bạn là ở trong phiên Á là mình sẽ canh bán ở vùng 19, 17, 19 Và SN vùng 21, TB mình TB về vùng 2008 Đấy là trong phiên Á nhé Hết phiên Á sang phiên Âu ấy, mà nó chạy đến tầm 4 giờ chiều ấy Mà nó chưa hoàn thiện mô hình thì như thế nào mình cũng sẽ chốt Bởi vì tối nay thì mình sẽ canh mua lại ở cái vùng 2008, 2009 còn nếu mà nó không về được vùng đấy thì mình sẽ canh mua ở vùng 2012. Nói chung mình sẽ uh, canh mua trong một trong ba vùng này. Thì đây nó là vùng canh mua tốt này. Các bạn cứ cứ xét ra, ra đây là vùng canh mua tốt này. Các bạn mua trong khoảng này nó sẽ tốt. N thì chúng ta sẽ đặt N ở chờ những cái tín hiệu mô hình đến đảo chiều thì chúng ta sẽ đặt ở dưới đấy. Hoặc chúng ta sẽ đặt N ở vùng 2005. Và TB thì chúng ta sẽ TB lên vùng 2022. Thì mình sẽ đưa ra những cái nhận định của mình. <laughs> phân tích xu hướng giá vàng. Ngày 25 tháng 1 năm 2024. Thì uh, đây là phân tích xu hướng giá vàng thì uh, Ngày hôm nay thì mình sẽ canh uh, canh bài ở vùng 20 xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm nhất nhưng nếu theo cái tín hiệu của tin tức thì hôm nay sẽ có những tin xấu cho đô thì vàng nó có thể bật lên 2007 đến 2009 à, Như video ngày hôm qua mình cũng cho các bạn canh Canh bài được một cái lệnh ở 23 đến 35 Và canh sell Thì chúng ta sẽ canh sell vùng 2000 ba năm Còn cái vùng 2023 này này, nó là vùng yếu nha các bạn nhé. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn hai nhận định như này. Còn trong phiên Á mình sẽ canh sell từ 2018, 2019 về đến vùng 2009 nha các bạn nhé. Đây là nhận định của mình thì nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và subscribe kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới thật là uh, vui vẻ và giao dịch đạt được nhiều lợi nhuận.